Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Các bạn thân mến, tiếp tục chương trình Ký sự Bonsai. Hôm nay ngày 16 tháng 11 2020, năm Thu lại đến cái vườn kiển quen thuộc. Đây là cái vườn kiển của anh Hoàng Ân, tọa lạc tại ấp 3 xã Hướng Thuận Phú, thành phố Tân An, để chia sẻ với các bạn một số mẫu cây mà nhà vườn mới nhập về mà giao lưu các bạn ha. Các bạn thân mến, thì năm Thu vẫn giữ quan điểm là chỉ làm clip chia sẻ, không tham gia mua bán. Mọi liên lạc các bạn vui lòng gọi cho Ân theo số điện thoại là 0827485959. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp lại chào Hoàng Ân quen thuộc các bạn ha. Hello, chào Ân. Chào anh Năm, chào tất cả bà con cô bác mình trên cả nước. Hôm nay là ngày 16 tháng 11, em cũng có về một số mẫu cây nay cũng nói chung cũng đa chủng loại. Mỹ hồng rồi Mỹ cam rồi đây có lạ thêm cái là hồng cổ Sa Pa. Hồng cổ Sa Pa. Được ba cây hồng cổ Sa Pa. Với lại cam Pháp. Rồi cam vàng. Nói chung là chắc 3-4 mẫu cây vậy đó. Rồi, trước khi chào những giao lưu những sản phẩm của mình, em nhắc lại cách thức kinh doanh của cái điểm bán cây kiểu của mình em nha. Em bao ship 200 km. Ship tới nhà là nhận tiền. Rồi. Dạ. Ship tới nhà là bằng tiền. Rồi dạ. Có cọc trước gì không? Dạ, khỏi cọc. Khỏi cọc ha. Dạ. Rồi thôi, xin mời các bạn, chúng ta bước vào bên trong để được ăn chia sẻ những cái chủng loại cây, những cái giống loại cây mà ăn muốn giao lưu cho các bạn ha. Em đầu tiên là em gì đây? Dạ, em Mỹ cam. Mỹ cam cũng. Rum lại cái gốc cho nó cận sát cho nó yên tâm. Bà con mình không thấy cái gốc nè, gốc nè đó. Rồi, cái cây gốc sát màn hình luôn. Dạ, cận sát vô. Nồi gốc một nồi rễ luôn. Như mớ bồng bông nè. Tại vì cái dòng trang này người ta thích coi cái gốc. Gà sung quá ha. Nguyên cộng đặt cái đây luôn nha bà con. Tại em nó mới thí nhẹ cho cái nãy vậy thôi. Rồi, cây số 1. Em báo cáo thông số đi. Rồi, cụm bự này bỏ cụm nhỏ ra nha. Là 55. Chiều cao. Chiều cao tính 70 đi. Có cái cụm nhỏ nữa. Nhỏ này được 19 nè. Rồi, em cũng này đẹp lắm à. Em này trang Mỹ mà giống màu cam hả? Dạ cam, Mỹ cam. Mỹ màu cam. Đậm đẹp. Rồi. Ở em chính thằng đại diện đô, thằng đại diện cái. Thằng đại diện. Cái dòng này phải đo nó thông số nó hơi bị phức tạp hơn là cái mai. Anh đại diện là 11, 10 á, 1 yếu 10, 2, 3, anh đại diện 8, 10, 8, 5, 6. Rồi, em này được chào giá bao nhiêu? Em này là giá 7 triệu. Giá 7 triệu. Em số 1. Trăng bụi. Không nha bà con, ngắt luôn á, còn nữa dưới, rồi xuống, rồi em số 2 là em gì đây? Mỹ cam luôn. Đây là cái gốc bự ha, một cụm dưới cụm bự. Cụm cũ nè, đo cụm cũ cái đi. Cũ này 40, 42 đi.
ông đại diện này là chính. Cái này chắc 5-6 gì á, cái này chắc 7-8, cái này 9. Nó có cái lỗ nhỏ ngay này nha bà con. Cây thì sống khỏe rồi đó. Đế nè. Đây vậy nó cũng có cái lỗ nhỏ. Cái này cạn, cái này về bà con cài gọt cái này ra. Rồi, chào giá. Rồi, em số 2, giá 2,5 triệu. Rồi, tiếp tục. Mini này của cái lô trước cũng còn lại một vài cây nè. Mà con về chơi con sai hay làm giống thì lấy giống gì cũng được. Cho đại đại ngay chỗ này đi. Rồi cứ do đại diện thôi. Chứ lo chi tiết từ em biết bao giờ mới xong. 15 nè. Đây toàn hàng bụi không? 15 mà cái này chắc về tách ra được hết nha bà con. Máy cũ này cũng bự bự không à. Mà em nghĩ là tách ra được 15 luôn. Chiều cao là 50. Về cái này bà con tách ra được 4 cây luôn á. Nếu mà làm giống là được 4 cây luôn á. Nè, 4 cây nó được như đó. Đâu được. Rồi. Rồi, xin mời. Số 3. Được chào giá. Cây số 3 này giá 1,8 triệu. Rồi, cây số 3 giá 1,8 triệu xuống luôn. Số 4. Rồi, em số 4. Rồi, ổn tụm đó. Khó đo lắm nha bà con. Bỏ này ra đi. 38. Chiều cao 1m1. Đại diện còn cái này đi, chỗ này là 12 9 hoàng mèo nguyên khối đặc dưới đây nha bà con. Cái bầu bà con nào giao lưu mấy cái dòng này rồi thì những cái bầu của em thì biết, còn mới làm hơi thôi không lúc lắc nổi đâu. Em số 4. Số 4 giá 2,5 triệu. Rồi xuống. Bỏ này lên đi, này coi. Rồi, tiếp tục. Em số 5. Cái bụi bụi dưới em chưa có vui nữa nè. Không xin gì á. Chưa có vui đế, chưa làm đế. Lá này, cái này của lúc trước, cái lá này nó hơi tuột, nó chuẩn bị đâm được mon à. Cụm là 40. Thân thì chắc 4-5 gì đó nha bà con. Được chục thân 4-5 gì đó. Cao là 90. Em số số 5 không? Số 5 này hơi giá cũ nhưng mà giảm lại chút xíu. 8 còn 1,5 triệu đi. 1,5 triệu. Cái này về bà con mình chiết giống ra. Rồi xuống. Rồi, cây mỹ hồng khổng lồ. Rồi,
Mỹ Hồng rất là to các bạn ha. Mỹ Hồng này người ta cũng đang chơi, tàn rất là tròn đẹp, đang đơm bông lắm. Cây này về đây 5-6 ngày rồi mà lá tược rồi không có xin dê á. Anh đang quay xuống cái bể đó nè. Bể này dưới đây nó đặc luôn này nha bà con. Nè. Bỏ hai cái rễ này lộn như cái củ dưới đây nữa nè. Đó. Cứ thử. Đế như đế mai vậy á. Giữ đế. Cao này chắc có 2,5 mét à, 1,5 mét tới đây, trên nó còn có cấp cả mét nữa, 2,5 mét. Tám ngàn cả mét tám, 1,6 tới 1,8, 8 ngàn 1,6 1,8, chiều cao thì từ 2 mét tới 2,5 mét. Này nhánh đây cho bạn. Phương chi dày đẹp lắm. Này giờ mình xả tàn tết ra bông đợt nữa đó. Dạ. Giờ xả tàn ra rồi đó bông. Giờ nụ quá trời nụ luôn. Tàn tròn. Tàn thiên nhiên mà tròn đẹp lắm. Thế vậy các bạn cái hớt ngọn, các bạn hớt ngọn nó có bông lại tết bông. Vậy bà con mình hớt ngọn. Về cho vô chậu bỏ bông cũng được. Ừ, bỏ bông để đi. Bông, để bông cho nó chỗ thôi, cỡ 10 bữa nữa hớt cũng được. Mình hớt bông nó cho nó kịp tết thì mình để bông lâu sẽ nó không kịp tết hết chứ. Giờ hớt bông là tết nó có đợt bông nữa. Rồi, đến đo hoành cái này. Rồi, báo cáo hoành đi. Đồ. Vậy đâu khó. Khoảng là 29. Đây vị trí này là 29 nè. Còn cái củ. Củ này là củ đặc luôn á. Quấn cái thước vô, quay vô cho bà con mình xem. Tại cây này tiền cũng cao. Chí này 64 là cái cũ á. 64 thì tính là 55 thôi cũng được. Cắn cái gì đó. Tính 50 cũng được, nó tính cái cũ 50 đi. Thể thước vậy là 64 á. Một cốt hai thân các bạn ha. Tính 50 đi. À, một cốt hai thân, thất thân cao bao nhiêu? Một cốt hai thân. Thất thân cao là chắc cũng 6 tấc, 7 tấc. Bóng tạng đó nè. Không thất thân cái này nè, ấn cái nhánh này. À, từ cái chẵn ba, ừ đúng rồi, từ chẵn ba. Ừ. Thất thân này là 74. Ừ, chẵn ba nó tính thân. Từ cái bóng tàn đó, nó của nó là bóng tàn nó là 1,2 đó. Rồi, xé đi, xé về dâm đi. Rồi, quan trọng là cái đàn này được chào giá là bao nhiêu nè? Giá cây này hơi cứng nha bà con. Bà con mình cảm thấy bụng thì alo em, chứ còn cây này tại vì cây này em lấy giá cao. Đẹp quá, em lấy giấc gà. Rồi, cây số à. Cây số 6. Cây số 6 giá 22 triệu. Rồi, cây rất, cây rất là cứng, cây rất là bự cây. Đúng không? Chạy chút. Còn một cái gì đó. Rồi, khiến bạn xe ra đây, xích đây. Cái xa kia cho nó nặng trời. Rồi, cây số 7 là Mỹ Cam.
hoa từ cái này thôi chứ. 10 6 chiều cao 1m2, ủa 1m1. Tàn thì không khỏi tính đi. Cây này dạng như cây giống rồi. Cây số 7 cây giống. Cây số 7 giá 1.3 triệu. Rồi xuống. Cây này về bà con cắt làm giống rồi đỉnh rồi còn như mình chơi. Rồi. Cái bằng xe là đây gần đó, cái bằng xe là đây. Lên cái này cái. Cái đó công giấy cái gì à? Cái công giấy. Kho công giấy rất là bự. Giấy này lũa hết ráo rồi bà con ơi. Giá rẻ là bà con nào thích chơi lũa thì chơi. Chứ nó lũa tài lè luôn rồi. Thân nó chứ còn mấy cái đường da à. Cây này bà con nào thích cây lũa thì lấy cây này. Cây này nếu mà không lũa cây này nó lớn lắm. Rồi có cái thông số rồi. Cho ngoài trên đây. Trên đây là 50. Cái bụi bệ này là 97. Giấy này giấy gì? Chiều cao là 48. Cái này phải dạng quay đầu không? Giấy này em thật ra em không biết cái bông nó màu gì luôn nữa. Thường em cái... mua là nó vậy nè. Không có cái bông nữa, có mấy cái tược kìa. Thường thường mấy cái cây này có bông màu tím, màu tím, màu đỏ. Mà em không biết giấy gì luôn á. Thật sự là em mua là nó hiện trạng nó vậy nè. Rồi. Thấy rẻ rẻ mua về giao lưu thử rồi bà con mình có xài được không? Không chứ. Rẻ là bao nhiêu? Cây này về em giao lưu 1.5 triệu. Cây bông giấy. Tại vì cái này thay gì? Bà con nào tới nhà lấy em bán cho 1 triệu luôn. Cái này phải này về các bạn ghép ha. Số 8 phải không? 1.500.000. Bà con nào tới nhà lấy em giao lưu cho 1 triệu. Thì uống bị 1-2 ly cà phê chơi à. Lũa ráo rồi. Còn có 1-2 đường da à. Đây cái này nó nặng dữ lắm. Nặng cái này chuyển ship nặng hả? Ship nặng thôi chứ. Còn ở nhà lấy ra luôn triệu. Đó, bỏ cái chậu lên. Mỹ cam. Còn nguyên cái củ cho đây nha. Nhưng bể cũ 3 tách rồi. 22. Chiều cao 70. Cái số 8. Rồi, cái số 8 giá 1.500.000. Ủa số 9 nè. Số 9. Lộn số chết luôn. 1.500.000. Cây mang mã số 9. Rồi xuống. Ủa còn cây cột nó chuyển đi hả? Không. Chưa. À. Tưởng có khách mua rồi bỏ chuyển đi. Đúng rồi. Tại nó bung ra nó tài lè tùm lum rồi em cột lại hoài vậy luôn. Bung ra cái nó chặt chỗ luôn. Không, ở đây không được rộng. Số 10. Số 10, 10 này mua làm giống được nha bà con. Chứ còn xài thì chắc có lẽ nó không đẹp. Nó cũ nó cũng bị lũa lũa một mục rồi. Mua về làm giống. Tách ra làm ba bụi như gọn gọn làm giống chơi nè, nó có hơi lũa lũa đây nè, mà cái củ này nó mới đo củ này 22 nè, đây cũng có cái củ nè, chiều cao là 70. Đó gì
có gì nữa đâu đó. Rồi, em mày được chào giá rồi. Rồi, em thì giá 1,2 triệu. Em số 10. Các bạn lưu ý lô hàng được báo giá vào ngày 16 tháng 11. Mời liên lạc các bạn gọi cho anh theo số là 0827485959. Cho bà con mình mua về làm giống. 1,2 triệu làm giống. Có hai cái củ mini chơi. Rồi, hết. Rồi, em bự hả? Bự quá. Em mình chưa chịu ra đi. Ở lại. Cái này là về nhà chế tác lại ha, tỉa tót lại ha. Tỉa tót rồi mình rong rong chân cao. Dạ. Ở các nghệ nhân phía Bắc họ trồng phải làm thành cái bự đỡ á. Họ đỡ lên trên cho nó tỏ ra những cái dù á, đẹp lắm. Cái này là cây cam Pháp. À, cây cam ông trăng cam Pháp. Dòng Pháp màu cam. Rồi, cây số 10. 11. Nếu nhớ số thì để lộn mã số giao lộn cây chết luôn. Xa xôi lắm á. Tổng bệ nó là 104 tính 100 đi. Sắn tùm lum tà la tính 90 cũng được. Ba cái này không quan trọng. Chiều cao tính 1,5 m đi cũng được. Thân đại diện. Kiếm thân nào đo bự chút cho lời. Chắc không có. Không đo được. Bằng có tay cái. Tám. Chúng mà nó có làm sâu dưới nó còn mấy cây bự nữa nè. Nè năm rum lại. Nằm cũ trên đền rồi dưới đây nè. Tại em không khai thác cái này. Cái này là ở dưới đất sao là bún y vậy đem về luôn á. Không, cái thằng không, bự dưới đây dữ lắm. Không có phun rửa cho nó rồi gốc lên ha. Còn cái trên đây thì mình nó nhỏ. Còn dưới đây nè. Mấy cái bể dưới đây nó bự nè. Cái này bây giờ bà con cắt rút về bonsai chơi cụm rừng cũng đẹp đó nha bà con. Cụm rừng cũng đẹp đó. Rồi cây số hả? Cây số 11. Giá 3,5 triệu. Giá 3,5 triệu. Nếu mà bà con nào cắt rút bonsai rồi hạ giá còn 3 triệu, bao ship 200 cây. Giá 3,5 triệu nè. 1,5 triệu là ship nó cầm kền. Rồi cái này trang cam Đà Lạt lá lớn. Cam Đà Lạt nè. Dạ. Cam Đà Lạt lá lớn. Cái này về bà con mình lấy gì mua về để thích để dòng lá lớn. Lá này thì nó hơi lớn, nó hơi thô. Nhưng mà bà con mình không thích thì bà con mình ghép. Ghép Mỹ cam, Mỹ vàng gì vô. Vàng hường gì vô cũng được. Chủ yếu mình lấy cái gốc nó thôi. Mà nhưng mà cái bông thì to lắm ạ. Cái bông này đẹp lắm. Người nó chỉ có xấu cái lá thôi. Đó, trang cam, dùng trang cam đó lớn nè. Trang cam Đà Lạt á. Không rất bông rất đẹp. Nhưng mà nó chỉ có xấu cái lá thôi. Lá nó quá lớn với lại cái lá nhìn cái mặt lá nó hơi buồn. Cái mặt lá nó vậy đó chứ không phải là nó hơi buồn buồn thử. Nó không tươi hả? À nó không tươi. Dạ. Nó tươi nó sung nó nhưng mà mình nhìn vô thì mình thấy nó hơi buồn buồn cái lá. Tự nhiên lá nó hơi giống giống rồi hả? Dạ đúng rồi. Thử găm mà bà con mình không chuộng mấy. Nhưng mà không thích thì mình ghép lại. Nếu mà mình chơi bông thì cũng để chơi cũng ok, cũng không có gì. Đừng nghĩ nó ấy là được. Rồi 21 hoành. Chiều cao. Rồi đại khái đi 101 đi. Bóng tàn thì tàn ngang khỏi tính. Tại này vô giống như em bán giá như giá phôi đi. Đó, mà con thích để chơi game thì chơi, chơi cái bông thì bông là bông này thì khỏi bàn rồi. Còn cái lá thì nó hơi xấu thôi, cái lá hơi buồn. Rồi cây số 12.
12 giá 1.800.000. Rồi xuống cây. Nhiều phút bệnh nào? 25. Còn lớp hả? 25 và 3 cây nữa. 3 cây này. Đầu con ốc. Cây này cái gì? Cây này cây cam pháp. Cái cam pháp hả? Dạ. Gốc bự ha. Cam pháp gốc bự. Cây này cũng cắt bonsai. Bonsai về lá nó hơi, bông nó hơi buồn. Lá hơi buồn. Nhưng mà bà con tại vì sẵn thì em quay luôn. Nếu bà con thích thì bà con cứ nhắn tin đi rồi hả, nắng cây nó tỉnh lại em mới giao. Dòng pháp này nó vậy đó, về bước về nó buồn, khoảng tuần lễ nó mới tỉnh lại. Lòng rễ 21. Chiều cao 1m1. Hàng này dòng pháp này cây nào về nó cũng vậy á, chứ không riêng mà không, cũng không khó trồng đâu. Ai nói có khó chứ. Về bỏ đại bà tưới, cứ tưới nước tuần lễ nó tỉnh lại, nó tuột lá nó tỉnh lại. Bánh ăn khui gì không, chưa từng chết cái nào. Số 10 à, 13 ba giá 2.000.000. Cây này về ghép cũng đẹp lắm nha bà con, lấy được cái thân. Rồi xin mời em khác. Luôn nha bà con. Chưa biết dưới đây nó cũ rồi, nó ấy gì nữa nè. Nó có ổ mối mà nó đóng rồi. Nó cạy ổ mối ra thôi. Cái này cũng rẻ tiền, không tiền. Chưa có dọc không nổi, nhiều quá. Rồi, cây số 10. 14. Tổng cụm nè. Tổng cộng là 101, tính tiền 80 thôi. Phân đại diện. Kéo xích xích ra đây cho gần đi. 13. Phân đại diện 13. Cây mã 14. Rồi, cây này cây cây đỏ ta nha bà con. Đỏ ta mà thấy nó cũng hai ba màu, anh em thường hay gọi đỏ, đỏ đổi màu á. Đỏ cờ đó hả? Đỏ cờ đổi màu. Ừ. Cái 10 14. 14. Rồi, được chào giá này là. Giá là 2.000.000. 2.000.000. Về bà con mình khui ra coi nó có cái củ gì dưới không? Xuống. Có củ thì ghép lên làm cụm rừng. Đẹp. Này về tỉa tóc rồi ha. À, không. Bỏ cây kia lên đi. Rồi cây Mỹ Hồng mini. Có cái gì ấy cho được cãi đô cái này cái này. Cái này cây Mỹ Hồng. Hàng mới khai thác về các bạn. Hàng mới khai thác về. Chưa có dọn dẹp gì hết. Chưa. Làm chưa kịp. Con thông cảm. Ai nha. Tại vì công chuyện nhiều quá, lớp nào đi khai thác, lớp nào đi giao cây rồi lớp nào ấy được hai người là không sể. Mà em bán giá khai thác, em bán giá không nới nới. Vậy bà con mình khai thác, tự khai thác thì nó nhiều khi nó đẹp thì ấy. Còn em khai thác ra thì nó khác rồi. 10. Đo có cái này một cốt hai thân. Em đo thân này là 10 đó. Còn thân dưới đây thì chắc nó lớn mà chắc đo cũng được, không không khửi ra. Thân này chắc cũng cỡ 17, 18 à. Rồi, đo chiều cao ha. Chiều cao là 70. Cái này muốn tàn tính gì đâu. Cái này về bà con cắt, cắt gọn lại, nuôi lại. Cắt con sai cũng được.
Cây số 15. Giá 2 triệu. Cây Mỹ Hồng. Mỹ Hồng dài dữ lắm đó nha bà con. Tại nó bị đèo đẹt đó, nó bị trong bụi rạch, nó bị che bị đồ đó. Già lắm à. Già bông to lắm. Rồi. Rồi xuống. Ngồi yên đi. Rồi, cam. Đó. Bí cam nha bà con. Cái này thích hợp cho bà con mình về làm giống. Làm giống lấy bo không là đủ giống rồi. Cái này nó có ngay cho cái thân này nó bị làm như nó bị chết rồi nha bà con. Về bà con mình trồng phui ra, trồng bỏ nó ra. Bí cam. Bí cam này bị chặt quá rồi. Em đo đại cấn gì luôn đi là 106 rồi. Em tính cái cộng này tính chắc chừng 780 cũng được. Đo đại khái cho con bà con mình dễ hình dung cái cộng thôi. Chứ em không tính mấy cái đó đâu. Có thân này nữa. Cái thân này nó bự mà không có đo được. 4-5 gì á. Rồi mặt kè để vậy là 4-5 gì á. Chắc cả mười mấy à. Mấy cốt này cả mười mấy á. Mấy cốt nè. Trong đây có cốt bự nữa nè. Cốt bự nè. 1, 2, 3, 4. 4 bụi luôn. Rồi, em này được cho giá bao nhiêu? Giống tược thì bao la. Em này giá 3 triệu. Em số 16. Rồi, còn chọn em mới đi. Rồi, em ăn kia vô kìa. Kéo kia đi. Bên kia, cái đó. Em đã đủ. Đúng da cam. Rồi đó. Trơn quá hả? Làm trơn quá. Rất đẹp. Này gốc rậm quá. Dạ. Cái này đáng lý phải tuột lá cho nó lòi rễ là nó. Em tích rong lại mà có nhiều bà con nó để cứ để cái tược nhỏ đi cho tại vì bây giờ người ta đang nhân giống cái dòng này nè. Ừ. Đang tìm giống cái dòng này thì đang thiếu hụt giống mình thử ra em không có rong bỏ. Em để vậy đó. Nhưng mà cụm bụi đặc nha bà con. Ngắt hả? Phật bầu đất em còn không có phui luôn nè. Để cho nó khỏe. Về bà con mình làm giống phui ra có củ thành bành dưới thì chút. Mà em nghĩ là có củ, dòng này có củ. Bụi cây vậy là có củ thì chắc cứu. Gơm quá trời gơm rồi. Rồi, có hồng số đi. Vừa làm giống vừa chơi luôn. Rong bớt ra lấy mớ giống còn lại chừa lại mớ để chơi. Thì kiếm nhánh lên không? Kiếm nhánh lên 67 tổng cộng. 67. Cũng khích đặc lắm nha bà con. Cũng gươm, cũng đẹp lắm nè. Nó còn giống là lên quá trời nè. Bà con về lấy mớ giống ra rồi soạn lại chừng 5-7 chi, chục chi gì đó. Lên thẳng. Đẹp chơi. Chiều cao 1 mét đúng. Bàn ngang này cũng sạc cũng lớn à. Rồi, em phải được chào giá là bàn ngang 1m2. Rồi, em này giá 4,5 triệu. Cụm này rất đẹp nha bà con, xương dày lắm, xương lớn. Em số 10,17, giá 4,5 triệu. Rồi xuống, cho cây kia lên. Rồi, cho cây cho nó chặn số đi. Số 18, ai. Số 18 là em cuối luôn. Cuối cùng của cái lô chào giá vào ngày 16 tháng 11 giống gì đi em? Pháp mà em không chưa thấy bông luôn nè. Chưa thấy mặt bông hả? Cuối pháp vàng hay pháp cam gì nha bà con. Nó từ ra tược ngon vậy không mà nó thấy được cái bông nữa đó. Nhưng mà dòng này là dòng pháp. Pháp nữa chỉ có dòng pháp vàng, pháp cam thôi. Rồi.
sẩm bể đó 75, chiều cao là 1m1. Phát mà không biết màu vàng hay màu cam thì chắc thấp cam quá, chung với cái bộ pháp cam hồi nãy á. Sao nhìn thấy nó giống màu vàng á? Em bứng chung với cái bộ pháp cam hồi nãy à, chung tổ luôn á, mà không biết vàng hay cam, mà em nghĩ đón chắc nó cam. Rồi, em bị được chào giá là bao nhiêu đen ơi? Đó cao chưa? Đó chiều cao, tán rộng chưa? Cao 1m1. À. Cây số à? 18. 18. 18 là cây cuối clip nha bà con. Được chào giá. Cây giá 1,5 triệu. Các bạn thân mến, em số 18 chào giá là 1,5 triệu, cũng là kết thúc chương trình báo giá ngày 16 tháng 11 2020. Và Năm Thu rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấp like, nhấn chuông. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ha, để nhận được từ Năm Thu những video mới nhất các bạn ha. Rồi, ăn ơi, em cũng phải nói là chia tay với khách hàng của mình thôi. Dạ. Thôi cũng cuối clip rồi, cũng không có gì, cũng chúc bà con mình dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài, thành công trong mọi lĩnh vực. Thôi cũng rất cảm ơn bà con đã ủng hộ em tiếp clip vừa rồi. Cũng rất mong bà con ủng hộ tiếp em clip này. Rồi, ok, bye bye các bạn yêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp.